lại phải chạy lại giá thành cơ đúng không? Bởi vì lúc này trên bảng cân đối tài khoản của mình đấy, nó xuất hiện tài khoản 6273 và 6274. Nếu mình không tính giá thành thì nó sẽ không kết chuyển về 154 được. Cho nên là sau mỗi lần em thay đổi thì em phải xóa kỳ tính giá thành đi để em tính lại giá thành cho chị nhá. Tôi chỉ hướng dẫn về phần giá thành cái đã, tính lại giá thành nào vào công trình, thực hiện cho chị lại quy trình giá thành để bỏ nghiệm thu, bỏ cái chuyện để vào đầu vào trên này này, nhớ không? Rồi ok, xóa nghiệm thu, xóa cái chuyện chạy lại giá thành, cái chuyện lại lại lỗ để chị nhìn thấy cái lợi nhuận của nó là không sao ấy. Tức sau khi mà mình phân bổ thêm công cụ dụng cụ này vào công trình này, mình khấu hao tài sản cố định vào công trình nhá, đó thì bây giờ mình sẽ phải chạy lại giá thành khi có các đầy đủ các chi phí nguyên vật liệu, công cụ, tài sản. Sau đó chị xem phần lợi nhuận, bắt đầu mình mới đi làm lương. Khi lần trước chị hướng dẫn cho em quy trình tính giá thành đấy, thì nó chưa có cái chi phí 6274, chi phí khấu hao tài sản cố định, và chưa có chi phí 6273, chi phí về phân bổ công cụ dụng cụ. Thì hôm nay mình vừa mới học thêm hai phần này ấy, đúng không? Cách phân bổ công cụ dụng cụ và khấu hao tài sản cố định. Thì mình lại phải chạy lại giá thành cơ đúng không? Bởi vì lúc này trên bảng cân đối tài khoản của mình ấy, nó xuất hiện tài khoản 6273 và 6274. Nếu mình không tính giá thành thì nó sẽ không kết chuyển về 154 được. Cho nên là sau mỗi lần em thay đổi thì em phải xóa kỳ tính giá thành đi để em tính lại giá thành cho chị nhá. Đó, có nghĩa là cứ mỗi lần có phát sinh cái gì thêm liên quan đến tài khoản 621, 622, 623, 627 thì em phải xóa kỳ tính giá thành cũ đi và lập lại kỳ tính giá thành mới, giống y như quy trình các bước ấy mà chị hướng dẫn cho em hôm nọ, được chưa? Cái này em chủ động nhá, để em chủ động được, để em làm và em đối chiếu số liệu của mình. Thế thì hôm nọ chị cũng có hướng dẫn là mình sẽ phân bổ theo tiêu thức là nguyên vật liệu trực tiếp ấy là hợp lý nhất đối với công ty xây dựng. Ở đây sẽ có hai tiêu thức em nhá, một tiêu thức là theo nguyên vật liệu trực tiếp và một tiêu thức là theo doanh thu, một trong hai cái tiêu thức này. Nhưng mà đối với công ty xây dựng thì em hay chọn cho chị là theo tiêu thức nguyên vật liệu trực tiếp mà không theo tiêu thức doanh thu, bởi vì với các cái công trình mà đang thi công ấy đúng không, tức là đang thi công có nghĩa là đang có vật tư, mà đang có vật tư thì mình sẽ phân bổ theo vật tư, nghĩa là các công trình đang thi công thì sẽ xuất vật tư, và những công trình nào đang thi công thì tất nhiên sẽ được hưởng các cái chi phí chung ấy, phân bổ theo cái công trình mà mình đang thi công. Tiếp theo nữa là khi mà mình phân bổ theo tiêu thức nguyên vật liệu thì để tại sao ra được cái tỷ số này thì buổi hôm trước chị đã hướng dẫn cho em rồi, thì hôm nay em hiểu được cái bản chất đây rồi. Còn theo tiêu thức doanh thu thì sẽ áp dụng cho các công ty về dịch vụ nhá, ví dụ như là dịch vụ tư vấn đấy, chính là bên em cũng có đấy. Tí nữa chị hướng dẫn chạy cho em cái phần tính giá thành theo dịch vụ tư vấn. Đến đây cần lưu ý thêm một chút nữa nhỉ. Theo thông tư 200 nên là cái khoản 6273 này đã xuất hiện ngay tại kỳ thứ nhất, cho nên chỗ này mình sẽ delete về bằng 0. Nghĩa là 15.519.314 đồng này là của phân hệ giá thành tư vấn thiết kế, đúng không? Còn đối với giá thành xây dựng thì mình sẽ phải bỏ bằng 0. Tại vì mình đang lập hai quy trình tính giá thành, nhưng mình lập quy trình tính giá thành cho xây dựng trước, em hiểu chưa? Thì phần mềm đâu có phân biệt được đâu, mình phân biệt bằng đầu tài khoản 6, 627, 621, 622, mình tách ra ấy, theo quy ước của mình, một là xây dựng, hai là tư vấn thiết kế. Rồi đến đây mình phân bổ lại, nên chỗ này là điểm khác giữa cái việc hôm nọ chị chạy giá thành ấy cho em ấy và hôm nay chị chạy giá thành, khác nhau ở điểm này, em hiểu chưa? Khác nhau ở ba điểm. Điểm thứ nhất là có thêm chi phí khấu hao, điểm thứ hai là có thêm chi phí công cụ, và điểm thứ ba là có cả chi phí tư vấn thiết kế. Nhưng mở ngoặc, chi phí tư vấn thiết kế này em phải delete bằng không với chị nhá. Ok, xong là nhấn phân bổ đây. Rồi, nhấn cắt. Sang phần công trình này, kết chuyển này, đồng ý này. Mức kết chuyển này là nợ 154 có 621, nợ 154 có 622, nợ 154 có 627. Nói chung trong quá trình phát sinh từ tài khoản đầu 621 cho đến 627 có bao nhiêu món đấy thì sẽ đưa sang 154 hết. Sau đó mình cất nhá.
Thế sau khi mình cất cái đoạn kết chuyển này xong ý, thì mình sẽ vào Ừ. kết chuyển rồi để nghiệm thu. Nên ở thông tư 133 và thông tư 200 khác nhau đúng cái chỗ này em ạ. Nếu em sau này có làm một công ty nào theo thông tư 133 ấy, thì chỗ này không có Yeah. nữa này. Ừ, bởi vì thực thực ra theo thông tư 133 tất cả đều đình khoản qua 154 hết, mà không có 621, 622, 627, cho nên sẽ không có bước kết chuyển giá thành nhá. Mà đối với thông tư Yeah. 200 thì sẽ có bút kết chuyển chi phí giá thành nghiệm thu. Lấy dữ liệu à, mình sẽ hôm ấy chị đã cân đối cho em ấy là tất cả những công trình nào mà ở phần bán ra ấy, có gắn mã công trình thì tại đây nó sẽ xuất hiện đấy dòng doanh thu nhá. Yeah. Và doanh thu ở đây bằng bao giờ phải lớn hơn giá vốn. Giả sử ở đây sẽ có không xuất hiện doanh thu nhưng vẫn xuất hiện chi phí, bởi vì sao? Mình phân bổ tiêu thức nguyên theo nguyên vật liệu đấy, nghĩa là công trình vẫn chạy, vẫn có nguyên vật liệu, vẫn có chi phí chung, nhưng mình chưa Yeah. xuất hóa đơn thì ở đây vẫn có chi phí thôi nhưng không có doanh thu. Thì mình chọn tất cả các công trình phát sinh nhưng mình bỏ cái công trình đó đi, được chưa? Bỏ công trình mà chưa xuất hóa đơn nhưng có chi phí ấy để làm gì? Yeah. Treo trên chi phí dở dang của tài khoản 154. Tất cả công trình đó có chạy, có đổ vật tư vào, có đổ nhân công vào, đúng không? Có phân bổ chi phí theo nguyên vật liệu vào nhưng mà mình chưa đủ điều kiện để nghiệm thu công trình đó, chưa xuất hóa đơn cho chủ đầu tư nên mình sẽ bỏ nó đi và treo trên chi phí dở dang. Em hiểu chưa? Chỉ giả sử thôi, còn của bên em thì tất cả công trình ấy đều có. Hiểu chưa? Còn có một vấn đề nữa này, khi mà tạo cơ sở dữ liệu ban đầu ấy, em phải lưu ý cho chị nhé, chính là cái yếu tố mà chị vừa nói với em ấy, chỗ loại công trình ở đây này. Thế khi khi mà em bấm chọn nhá, em chọn lại công trình, em đừng có lấy tự nhiên mà em phải bấm chọn. Chọn xong em nhặt cái loại công trình như này này nha, em phải chọn hết này, lấy nó không lên hết được đâu, đúng không? Em phải chọn là 100 bản in này, Bỏ cái tư vấn nhé. đúng rồi, chọn chứng từ này, sau đó chọn loại. Bây giờ em sẽ xóa bỏ những cái phần tư vấn thiết kế đấy đi. Rồi ok, em cất đi. Có nghĩa là mình sẽ lọc cái loại ở phần đây. Rồi ok, sau đó mình sẽ cất này. Bởi vì thật ra ấy, nếu như em mà xóa bỏ như thế thì chẳng qua là em có ít mã thì em xóa em nhớ. Chứ em có khoảng tầm từ 10 mã trở lên là em đã thấy vất vả rồi. Nếu mà em không dùng kỹ năng công nghệ, áp dụng công nghệ trên phần mềm. Ok, bây giờ nhạc phân bổ và kết chuyển lại cho chị nha. Giống như chị vừa nói lúc nãy ấy, mình đang tính kỳ tính giá thành của công trình cho nên mình phải xóa của tư vấn thiết kế đi nha. Rồi, phân bổ, sau đó nhấn cất. Đến đoạn này em hiểu chưa? Rồi sau đó lại quay vào phần công trình kết chuyển nghiệm thu, lấy dữ liệu lên chọn. Và đến đây chị cũng vừa mới phân tích cái vấn đề lúc nãy, nếu mà cái công trình nào mà không có doanh thu, có chi phí, chứng tỏ là nó đã dở dang, đúng không? Dở dang thì mình phải bỏ đi nhá. Nhưng mà tất cả các công trình của em ở đây ấy, chị chưa xét về yếu tố dở dang vội, bởi vì chị đang thấy doanh thu của em ấy nó đang lớn hơn khá nhiều so với giá vốn, được chưa? Cho nên là chị coi chị sẽ nghiệm thu hết cái đã. Cất trước hết muốn tính dở dang thì mình phải theo dõi được cái Dự công toán. trình mà sang năm sau mình xuất mà năm nay bỏ chi phí ra ấy. Tí nữa mình tính sau. Chọn 6322 rồi để chuột ở đây, sao chép cho các dòng dưới rồi nhấn cất đây. Ok nhá, mình sang tiếp một cái phần giá thành thứ hai nhá. Đây, mình vào giá thành, cũng vào công trình nhá. Nhấn xác định kỳ tính giá thành này. Tiếp theo là đến cái kỳ thứ hai là kỳ tư vấn nhá. Đây, em phải đánh chữ TV đằng trước này, nhẽ ra lúc tạo kỳ tính giá thành công trình ấy, chị phải để chữ CT đằng trước. Bây giờ mình sẽ gắn TVS, coi như mặc định là không có gì là của công trình, còn có TV là của tư vấn. Được chưa? Đấy, mình học thế, tí nữa mình thích thì mình xóa đi, mình lại làm lại, mình đặt giống như ký hiệu chị nói ấy. Lấy dữ liệu lên nhưng không lên được thì mình lại phải chọn, thấy chưa? Không phải lúc nào lấy dữ liệu nó cũng lên thì mình lại chọn đấy, ok chưa? Xong nhấn cất. Em biết vì sao không? Các cái công trình mình đã chọn hết rồi thì còn lại có mỗi một loại tư vấn thiết kế thôi, nhưng mà nó không lên, bấm nó cũng không lên thế này, không lên thì mình phải bấm vào chọn công trình ấy thì nó lên, đúng không nào? Có hai cách nhá, nhưng mà chị ưu tiên là bấm vào chọn công trình để cho nó lên hết nhá, vì lấy dữ liệu nhiều khi nó không lên hết cho mình đâu. Ok chưa? Xong nhấn cất này. Nghĩa là vẫn là cách tính giá thành trong công trình. Nhưng mà mình nó ra hai kỳ khác nhau. Em hiểu chưa? Rồi tiếp tục này. Tập hợp chi phí trực tiếp của tư vấn chắc chắn là không có gì rồi. Tại vì tư vấn là mình không có chi phí trực tiếp đâu. Nhưng mà để chứng minh thì chị bấm vào đây. Tư vấn này. Thấy chưa? Công trình tư vấn của em ấy không có gì cả.
Sau đó nhấn phân bổ này. Phân bổ đây thì mình phải chọn cái kỳ nào? Kỳ tư vấn. Mình đang làm tư vấn mà. Công trình mình làm xong rồi. Dạ. Đó. Sau đó nhấn ở đâu nhỉ? Đối với khoản công trình theo tư vấn thiết kế thì chọn phân bổ theo doanh thu. Xong nhấn phân bổ. Dạ. Tại sao chị lại chọn theo tiêu thức phân bổ theo doanh thu mà lại không chọn nguyên vật liệu nhỉ? Bởi vì đối với dịch vụ tư vấn đâu có nguyên vật liệu đâu mà phân bổ theo tiêu thức nguyên vật liệu, đúng không? Dạ. Cho nên là lưu ý nhé, hai tiêu thức phân bổ của bên công trình và bên dịch vụ khác nhau. Bên công trình thì theo nguyên vật liệu, còn bên dịch vụ tư vấn thì theo doanh thu nhá. Chú ý rồi. Ok, xong Dạ. bấm phân bổ đây thì doanh thu cao thì được hưởng chi phí chung cao thôi, đúng không? Xong nhấn cất này. Đó, Dạ. tiếp theo phải bấm vào công trình ở đây, lại cũng bấm kết chuyển chi phí á, rồi chọn kỳ tính giá thành. Nhưng ở phần bút toán kết chuyển này nó cũng sẽ thể hiện những cái liên quan đến dịch vụ tư vấn nợ 154 có 6273 chấm 1 là của xây dựng, chấm 2 là của tư vấn. Ok chưa? Vậy thì có 3 hay 4 dịch vụ tặng làm được mà. Nghiệm thu. Nghiệm thu đây, ở đây là mình đang nghiệm thu tư vấn thì mình cũng phải chọn nhá. Đó, chứ nếu mà À, chỗ này chị mà không đặt nó ký hiệu ra thì chả biết được cái nào là của tư vấn, cái nào là của xây dựng cả, đúng không? Đó, lấy dữ liệu này rồi cất này. Cho nên là trong quá trình làm chị cũng tách ra hết 632 rồi các cái tài khoản con ấy theo hai mảng của bên em ấy, khá là khoa học đấy. Rồi cất này, cái công việc này không hề thừa một tí nào đâu nha, không hề vô nghĩa một tí nào đâu, mà nó rất có ý nghĩa trong quá trình theo dõi nhá. Đó, cho nên là chỗ Yeah. này nếu như phần mềm đang chọn lọc cho mình một cái tài khoản khác thì mình cũng hiểu rằng là mình trong đầu mình đã tách 5113 thì đi với 6323 rồi, cho nên mình cũng phải tách ra 5112 đi với 6322 là của xây dựng ấy thì mình cũng phải chọn cho đúng. Yeah. Rồi sau đó này, kết chuyển lại lại lỗ này, tổng hợp này, tổng hợp này, kết chuyển lại lỗ này, quyết toán kết chuyển này ngày 31 tháng 12 2023. Trước khi kết chuyển ấy là mình phải lọc bút toán cũ, đúng không? Đó đang tồn tại bút toán kết chuyển cũ thì em phải bỏ ghi, xóa đi cái đã nhá, Yeah. rồi mới thực hiện lập cái bút toán kết chuyển mới. Vì sao online nó thế đấy, lọc và xóa nhớ nhá, chứ không lọc không ra vấn đề đâu. Đó, thế bây giờ em đọc báo cáo này. Ở đây 5112 4 tỷ 6 đi với 6322 của mình 1 tỷ rưỡi, 5113 đi với 6323 này, em thấy chưa? Lợi nhuận của em đang còn Yeah. 3 tỷ mốt này là em chưa cho lương. Cất cái đã. Và nhớ lần sau có sửa lại dữ liệu ấy, thì nhớ phải xóa đi ấy. Bước toán kết chuyển nha. Dạ, vâng. Nhớ đấy. Mà phải nghe lại video của chị hướng dẫn và phải hiểu được bản chất vấn đề nhá. Phải thật sự hiểu bản chất vấn đề thì em mới giỏi được. Em phải nghe lại video, phải nghe, phải làm đi làm lại cho chị. Làm thật thành thạo thì thôi. Tối nào ngồi vào cũng học nhá, tối nào cũng phải làm, phải Dạ. siêng lên thì em mới giỏi được đấy. Chứ chị dạy mà em lại không, buổi hôm sau em không ngồi nghe lại, không làm lại, em có thể giỏi được. Giỏi phải làm đi làm lại, xóa đi xóa lại, sai lại sửa. Đừng có sợ, đừng có sợ phần mềm nó đau nhá. Chị giống như cái phần kho mà mình xuất nguyên vật liệu cho công trình á. Giả sử như em muốn sửa những cái nguyên vật liệu của những cái công trình đó. Bây giờ thế này nhá, bây giờ em đọc, tức là em hiểu được cái quy trình như thế này rồi đúng không? Nhưng bây giờ cái vấn đề ở chỗ là nó đang lợi nhuận của em 3 tỷ mốt. Vậy 3 tỷ mốt này thì chế lương vào à? Xem nào. Tức là có nghĩa là 154 này là dở ra thì là do mình tính toán, mình kiểu tính ra thành sai ấy. Mình làm sai thôi. Tức là có nghĩa ý của chị là đẩy 154 vào ấy là 2 tỷ rồi. 2 tỷ thì bây giờ chỉ còn lại 1 tỷ lợi nhuận nữa thôi, 1 tỷ mốt lợi nhuận thôi. Hiểu chưa? Sau khi tính giá thành xong rồi, để biết được lãi lỗ của từng công trình, để biết được công trình nào đang còn lãi nhiều và nên đưa vật liệu vào công trình đó ấy. Bằng cách nào? Vào giá thành như này, được chưa? Công trình này, báo cáo này, báo cáo giá thành này, giá đây đây, đây. Chỗ phần lãi lỗ theo công trình, bảng tổng hợp lãi lỗ theo công trình này. Chọn. Chỉ có cái công trình dở dang mà sao mình chế sao là cái mất tỷ bảy vừa trước cũng trả lại Chạy lại như giá thành đi, xóa lại giá thành cho chị ở cái phần giá thành công trình ấy. Đây, xóa lại đi, xóa nghiệm thu, xóa kết chuyển đi, xóa lại, chị tính lại cái. Nói chung là buổi nào cũng rảnh được tí, mai bật Ultra View ra ấy để chị chạy lại cho.